Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoan. Và bây giờ mình sẽ chơi nhân vật Cù Chàng. À, nhân vật này mình rất là thích chơi luôn. Thích nhất là Rimwick, còn thứ hai đó chính là nhân vật Cù Chàng. Còn những nhân vật khác thì mình chơi kiểu tạm tạm, không được nhiều kỹ năng cho lắm. Cho nên là đôi khi làm clip cũng khá là chật vật. Chơi rank thì cũng không dám dùng. Chủ yếu là chỉ chơi hai nhân vật chính là Cù Chàng và lại Rimwick để leo rank thôi. Gây xa thì đôi khi mình đát cũng đần ấy. Chưa kịp bay tụi nó quay cái mặt tới rồi, và khiến cho ngay cả bản thân mình rất là bực bội. Lắm lúc thua thì muốn khóc luôn mọi người. Ê, có ai kìa. À, Doctor. Hay quá, cái dù này dò map rất là ngon luôn. Ô kìa. Thế mà tường không đổ vào đầu nó. Bạn đi đâu? Mình đang ở đây. Sướng quá. Trong vòng một nốt nhạc đã giết được một người rồi. Trận đấu rank này có vẻ rất là dễ dàng luôn. Trời, vùng vẫy. Cái bộ skin này của nhân vật Doctor thì nó cũng vừa xuất hiện ở ngay đây thôi. Các bạn quay cầu may mắn nó sẽ ra. Đây là bộ trang phục B. Hút hồn nhá. Úi dồi ôi, chạy kìa. Ôi né hay nhở. Gặp như mình quả đấy là mình trúng rồi đó. Nhiều người né, biết né Cù Chàng giỏi thật đấy. Không, mình chỉ quan tâm bác sĩ thôi. Thanh niên nhảy biết ngay rồi. Thua, bó tay. Mời bạn lên ghế lần thứ hai. Lên ghế ngồi cho đỡ mỏi chân. Ghế này ghế tên lửa. Xịn sò. Ngoài đời không có bán đâu. Vô cái em mới được ngồi. Ngày trước mới chơi mà bị Hunter cho lên ghế này rất là sợ luôn á. Buồn, cảm giác nó cứ buồn buồn. Sao mình chơi tệ như thế. Thôi xong, quả thì thua cho bạn Doctor rồi. Úi dồi, mỹ nhân. Bà mỹ nhân này sân si quá nha. Hơi buồn nha. Dính đòn không? Rồi, trúng rồi. Mừng quá. Ngáo luôn. Úi dồi ôi. À, rất yêu thương đồng đội và cố thoát được rồi. Thôi, mình sẽ xử bạn này sau, cho bạn này lên ghế đã. Rồi, mình thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ý, bơi hơi, bay hơi bị lố. Quả này thì Doctor khắm rồi. Cố gắng giết, bởi vì nếu như cho Doctor sống thì bạn ấy sẽ tự trị thương đầy máu lại. Và các bạn truy đuổi lại rất là mất công và mất sức luôn á. Rồi, mỹ nhân đã được cứu lại rồi. Không biết ai đang ở đây. À, bạn lính thuê. Về kỹ năng thì mình cũng đã giới thiệu ở những video clip trước về Cù Chàng rồi. Các bạn có thể xem và tham khảo ha. Chủ yếu cái dù này á, nó có tác dụng giúp cho các bạn xác định có nên bay hay không, rồi đi check map hoặc là đánh lừa survival. Chết đi. Đợt trước thì có chỉnh sửa gây xa nữa mà không hiểu sao lại bị loại bỏ mất rồi. Trong khi bản test đã cập nhật và rất là nhiều YouTube member người ta review. Còn mỗi bạn kẻ trộm này chắc chắn là bạn cũng sẽ bay màu sớm thôi. Chạy nhanh thật đấy. Rồi, xác định được rồi.
Khi các bạn quăng dù và thay đổi hình dạng thì lập tức thì cái dù nó cũng sẽ có một cái màu xanh xanh, các bạn để ý xem. Và cái dù xanh xanh này nó cũng sẽ giúp cho Wu Chang nhìn được. Ôi, bị combo ngáo của mình kìa. Cái dù xanh xanh này nó sẽ giúp cho Wu Chang có thể nhìn được survival ở phía bên kia bức tường nha. Đó là cái công dụng của cái dù màu xanh, nó là như vậy. Nhiều bạn hỏi mình và bây giờ mình mới giải đáp được cho bạn cùng xem. Ok, một trận đấu rank rất nhẹ nhàng và mình cũng sẽ sang một trận đấu khác. Nhanh quá. Ok, mình đã quay trở lại với map ký ức của Leo. Sau khi mà các bạn xem được video clip này là mình đang chuẩn bị để lên trường trong sẽ vào học vào lúc 5 giờ 15 phút. Giáo viên thì tự nhiên thấy mình thấy họ cũng khá là dễ, bởi vì lịch học đến 8 giờ mà họ cho mình đến tầm 7 giờ là được về rồi. Trộm kìa. Náo thật. Cất cái đèn pin đi để dành cúp điện mà xài. Úi giời thanh niên. Thôi xong nhá, giờ bay màu. Ok, chờ chủ tế là đập cho ông phát này. Ô, bố tiên sư tỉnh đấy. Tính quả đấy, đập cho chủ tế ông phát đấy. Tới cứu rồi. Các bạn hút hồn sẽ không cứu được đâu nha. Này, các bạn hút này sẽ rơi vào trạng thái ngáo đá, tất cả đồng đội bị chết, không thể nào cứu được. Một đòn không thể cứu được, không thể cứu được. Hai đòn nhá, rồi cứu đi, cứu làm gì thì làm đi. Rồi bắt đầu này thì rọi đèn pin. Cũng may ở một chỗ đó chính là mình đăng ký cái môn cô này cũng khá là hiền, khá là dễ. Học xong rồi cũng không có cho bài tập về nhà. Mình nghe mấy đứa bạn mình học cùng với nhau thì nó học khác lớp. Mình học lầu trên thì tụi nó đăng ký học lầu dưới. Ui, giáo viên bắt phải lên thư viện mượn một cuốn sách kỳ. Và sau đó là phải đọc. Úi dồi, bắn sỏ. Hơi bị thốn nhưng mà không sao. Chủ để chơi với bạn. Còn sợ ông ra đây chơi luôn. Giáo viên họ bắt mấy đứa bạn của mình ấy, mua lên thư viện mượn một cái sách bất kỳ. Sau đó là trời ơi là phải đọc các bạn ơi. Đọc và sau đó là rút tóm tắt lại và rút ra ý nghĩa của cái cuốn sách đấy. Nghe mà muốn nản dùng luôn á. Hút hồn xương xương và bây giờ thì một đòn khỏi cứu luôn đi. Khỏi cứu luôn. Rồi. Trộm bây giờ phát nữa chết luôn đấy mình. Úi giời, emote. Ây da. Vùng dù đánh quá xa luôn. Tự nhiên giờ mình thấy số mình cũng hên, đăng ký được giáo viên dễ vãi. Nhân lắm sọ đấy. Chứ không là cũng khổ. Tự nhiên hôm nọ mình bị bà cô giáo viên trừ hết 5 điểm. Giờ cảm giác rất là chán, không muốn học luôn. Nghĩ làm sao mà đọc một đoạn văn rất là dài và sau đó kêu mình nhắc lại, làm sao mình có thể hiểu hết được và có thể nhắc lại được. Trừ 5 điểm của mình. Tuy là nó không phải là điểm giữ kỳ, là điểm linh ta linh tinh, nhưng mà nó là một điểm khuyến khích. Cứ 10 điểm là được 1 điểm thì mình được 12 điểm và trừ 5 điểm, 7. Tức không? Quá tức luôn mọi người. Cái vòng để phá sau. Chú đi bạn ơi. Thôi mình sẽ giết bạn chủ tế trước. Để cho bạn sống là bạn sẽ hồi sinh được. Mình ngán. Hồi sinh xong bắt đầu tạo mấy cái cổng. Úi trời ơi, nhức đầu luôn, dí mệt luôn.
đánh cho phát nữa. Thầy cũng tội, thầy cũng tội. Hello, it's me. Nói chung là cái lịch học của mình nó dồn hết vào đầu tuần rồi, cho nên là những cái ngày như thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mình được nghỉ. Mai mốt thứ hai phải học thêm tiếng Trung Quốc nữa, nhức hết cả đầu mọi người ơi. Vì cái dịch bệnh corona cho nên là lịch học tiếng Trung bị rời đi khoảng 1-2 tuần, không biết bao giờ học lại, không biết. Một phát nữa này. Chủ tế chạy nhanh thật đấy. Thôi mình quay lại mình bắt bạn lính thuê, không biết đi đâu rồi. Ở đây đây, có dấu chân đây rồi. À đây đây, cứ tưởng nó mất rồi. Tại vì nếu mà sử dụng gánh tay mà các bạn không có kịp để ý là mất luôn á, mất luôn cả dấu vết bạn luôn. Rất là khó để kiếm tìm lại. Mình bay sang cái máy kia, nó cứ rung rung. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thì tính làm cái trò gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng dịch chuyển để quay lại cam ghế nhé. Khỏi cứu luôn, khỏi cứu. Dẹp mộng đi. Hello. Bây giờ còn mỗi mỹ nhân thôi. Đâu rồi nhở? Bay đến nơi đến chỗ luôn, bạn này có vẻ là chạy mất rồi. Bạn chạy mất rồi, buồn ghê. Tự heo sống dậy rồi sao ấy. Đi đâu mất tiêu rồi trời. À rồi 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 rồi. Cái vòng oan ra. Xong nói thì mình đâu có biết bạn ở đây đâu. Bay thử xem đến cái máy kia xem. Rung quá trời. À đây này, ui dồi, bay đúng rồi. Bay đúng luôn. Đâu rồi, đây 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 đây. Ngáo chưa, rồi ngáo rồi. Ô, ngáo đá rồi. Bạn đã thấy tác dụng của cái dù Wu Chang chưa? Ui. Nhây ván không? Nhây. Ok ok ok, thắng rồi, thắng rồi. Bay phải bay chuẩn, các bạn thấy không? Bay chuẩn là mọi thứ các bạn kiểm soát rất là dễ dàng luôn. Quả đấy bay chó ngáp nhìn ruồi, chúng luôn bạn mỹ nhân rất là hên. Ok, và sẽ mình kết thúc video clip đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào trong những trận đấu lần sau. Nhớ ủng hộ channel của mình nhé. Tạm biệt.